Ý nghĩa tên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Moni là tịch tĩnh, Moni là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê. Đấy là ý nghĩa của Moni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có tên gốc là Kiều Đạt Ma Tất Đạt Đa. Kiều Đạt Ma có nghĩa là hiền lành, tốt đẹp. Tất Đạt Đa là tên, có nghĩa là sự may mắn, cát tường, mang hàm nghĩa là thành tựu hết thảy, hoàn thành trọn vẹn. Thế nhân tôn Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Trong đó, Thích Ca có ý tứ là văn võ song toàn. Mâu Ni là cách gọi tôn kính của người Ấn Độ cổ đại đối với bậc thánh nhân, có hàm ý chỉ người cạo đầu xuất gia đã tu hành thành công. Cả tên Thích Ca Mâu Ni trong tiếng Phạn có ý chỉ người cạo đầu xuất gia đã tu hành thành công là người tập Thích Ca. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo, được các Phật tử xưng là Phật Thế Tôn, Phật Đà có ý chỉ người đã thông qua tu luyện mà giác ngộ. Khi Phật giáo được truyền nhập vào Trung Quốc trong triều đại nhà Minh, người ta bắt đầu xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, tức là người sáng lập ra Phật giáo. Thích Ca nghĩa là nhân từ, là dạy dỗ chúng ta đối đãi với người khác phải có lòng yêu thương, phải có tấm lòng từ bi, đại từ đại bi, đối đãi hết thảy chúng sinh. Ngài dạy điều này, đấy cũng là nội dung giáo học của Phật pháp. Mâu Ni là tịch tĩnh, Mâu Ni là tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê. Đấy là ý nghĩa của Mâu Ni. Phật dạy cho chúng ta đối đãi với người quyết định phải nhân từ, đặc biệt là những người đối xử không tốt đối với chúng ta, người hủy báng, người đố kỵ, người chướng ngại, thậm chí là những người hãm hại ta, nhất định phải nhân từ đối với họ. Quyết định không thể có một cái ác niệm. Chúng ta mới là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni có ý nghĩa là tịch diệt. Tịch là tịch tĩnh, là thanh tịnh với chính mình, nhất định phải thanh tịnh. Diệt nghĩa là diệt đi phiền não. Thời điểm Phật Thích Ca Mâu Ni sắp niết bàn, lúc Ngài và chúng tăng đã đi tới thành Câu Thi Đa, nước Mạt La. Khi người đi đến rừng cây Sa La thì không thể đi được nữa, liền lựa chọn một chỗ giữa hai cây Sa La trong rừng làm chỗ niết bàn viên tịch. Phật Thích Ca Mâu Ni nói với đệ tử A Nan chuẩn bị chiếu cho Ngài ở giữa hai cây Sa La này. Sau đó, Ngài nằm nghiêng thân, đầu hướng về phía Bắc, mặt nhìn về phía Tây, hai chân đặt chồng nhau. Lúc ấy, tuy rằng không phải mùa nở hoa của cây Sa La, nhưng cây Sa La vẫn nở hoa phủ kín cả vùng. Từ trên cây Sa La, những đóa hoa rơi xuống thân Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngoài hoa Sa La ra, còn rất nhiều hoa mạ, đà la và chiên đàn hương từ trong không trung nhẹ nhàng bay tới,
dừng ở trên thân ngài. Những cánh hoa ấy cũng phủ đầy mặt đất bên cạnh thân thể Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích cho đệ tử A Nan về cảnh tượng kỳ lạ này. Ngài nói: A Nan, đó là một số thiên thần dạ xoa hết lòng tín nhiệm Như Lai sống ở trong rừng Sala, dùng hoa để cung dưỡng ta. Nhưng đây không phải là cung dưỡng Như Lai chân chính. Đệ tử A Nan hỏi: vậy như thế nào mới được coi là cung dưỡng Như Lai một cách chân chính? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời rằng: chỉ có giữ gìn chính pháp, thực hành chính pháp, tuân theo giới, theo pháp mà làm mới là cung dưỡng Như Lai chân chính. Hãy subscribe.